Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mark Channel. Và hôm nay thì mình có một cái tâm sự nhỏ nhỏ muốn chia sẻ với các bạn. Mà trước khi mình tâm sự thì xin quảng cáo một tí nhé. Video các bạn đang xem đang được quay từ camera trước của chiếc iPhone 7 Lock. Chiếc iPhone 7 Lock đầu tiên có mặt tại Việt Nam do Max Mobile sách tay về. Và hiện tại thì nó đã được sử dụng hoàn toàn bình thường bằng SIM ghép với eSIM. Bây giờ quay trở lại với cái tâm sự của mình thì mình đang dùng một chiếc iPhone 5 của Rub. Thật ra là nó hỏng rồi. Thôi bỏ qua đi. Cái thứ mà mình quan tâm nhất trong cái đợt mà Apple ra mắt iPhone 7 gần đây đó chính là phiên bản màu Jet Black của họ. Và thật sự là nó rất khó để có thể đặt mua, và giá của nó cũng rất là chát. Thế cho nên là mình nghĩ mãi, và sau một hồi suy nghĩ mãi không biết làm nào để có được một chiếc iPhone phiên bản Jet Black mà không phải bỏ ra quá nhiều tiền, thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một video hướng dẫn chế mọi chiếc iPhone thành phiên bản màu Jet Black mới nhất của Apple. Và tất cả những gì chúng ta cần đó là một cuộn băng dính và một con dao và một lọ sơn. Còn bây giờ thì chúng ta đang chuyển qua camera sau của chiếc iPhone 7. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây là chiếc iPhone 7 và hình ảnh đang được quay từ camera sau. Và trước khi chúng ta bắt đầu làm bất cứ việc gì liên quan đến việc biến cái iPhone này thành phiên bản màu Jet Black thì đầu tiên các bạn sẽ cần phải che những cái phần nào mà không muốn bị sơn dính vào bằng băng dính. Thật ra là mình đã che từ trước rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ làm lại để cho các bạn dễ hình dung thôi. Đầu tiên là sẽ bóc một đoạn băng dính ra này. Sau đó là các bạn cắt nó đi này. Cắt nó đi. Sau đó là các bạn sẽ dán lên lưng của chiếc iPhone. Đấy. Ví dụ mình muốn cắt hình quả táo chẳng hạn, mình không muốn quả táo này bị dính sơn vào thì mình sẽ dán lên, sau đó mình ra lấy dao mình cắt theo hình quả táo. Mà thật ra là mình đã cắt từ trước rồi. Cho nó nhanh chứ bây giờ mình ngồi cắt ở chỗ nắng nóng này khó chịu á. Vừa nãy mình cắt ở trong nhà rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua một cái thao tác khác, đó là đây. Mình đã chuẩn bị sẵn một cái miếng bìa ở đây để sơn cho nó khỏi bị bẩn ra sàn nhà của bác chủ nhà. Đấy nhá, mình sẽ đặt chiếc iPhone ở đây. Và chúng ta sẽ tiến hành sơn. Vâng, và trước khi sử dụng cái sơn xịt ATM này thì mình có một số lưu ý nhỏ nhỏ mình muốn nhắc các bạn trước này. Đầu tiên đó là muốn cái nước sơn chúng ta đẹp và bóng loáng thời thượng như chiếc iPhone 7 Jet Black ấy, thì các bạn sẽ phải làm sạch cái bề mặt cần sơn trước. Tức là để nó không bị bụi bẩn ấy, nếu mà có bụi thì nó sẽ rất là sần sùi, không thể bóng loáng được. Và cái lưu ý thứ hai đó là hãy lắp kỹ lọ sơn trước khi sơn. Lưu ý thứ ba đó là các bạn nên sơn ở nơi kín gió. Và thứ tư, để bảo vệ sức khỏe thì các bạn nên đeo khẩu trang. Nhưng mà thôi, mình ở đây cũng khá kín gió, bụi bặm thì cũng khá là ít, nhưng còn khẩu trang thì mình lười, cho nên là các bạn có thể để sau. Bây giờ mình sẽ tiến hành sơn. Vâng, và mình khuyên là các bạn nên sơn nhiều lớp. Đây là mình mới sơn cái lớp thứ nhất thôi, và mình sẽ để cho nó khoảng 15-20 phút để nó khô cái lớp thứ nhất đi, và mình sẽ tiếp tục sơn phủ lên lớp thứ hai. Và mình nhận thấy một điều là có vẻ như cái phần nhựa ở trên và dưới của chiếc iPhone nó rất là không bám sơn. Thế thì cái này cũng hơi khó rồi, nhưng mà mình chịu thôi. Nếu gặp những cái trường hợp không bám sơn như thế này thì các bạn có thể dùng giấy ráp ấy. Giấy ráp càng mịn càng tốt. Các bạn đánh một lớp đi, đánh cho nó ráp ráp đi, thì lúc đó thì cái khả năng bám sơn nó sẽ tốt hơn. Vâng. Và trong khi mà chúng ta chờ cái lớp sơn đầu tiên nó khô ấy, thì mình xin mời các bạn xem qua một số đoạn video được quay từ camera chính của iPhone 7. Và sau khi cái lớp sơn thứ nhất nó đã khá là khô rồi ấy, tại vì ở đây nó gần đường phố cho nên là khá là bụi, thôi đành chấp nhận rồi. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục sơn lớp thứ hai để cho nó bóng hơn. Cái này thì nó chưa được bóng lắm. Ok. Và các bạn lại tiếp tục lắc đều lọ sơn trước khi sơn.
Và sau khi mà sơn đã khô thì chúng ta... Ồ, bóng vãi ui. Sai. Đấy chưa? Đấy. Mặc dù là nó không thể nào bóng kiểu nhẵn mịn. Ôi, vãi. Hóa ra cũng bám vân tay này. Ui, không chỉ là mình đã chế được cái phiên bản Z Black mà mình còn chế được luôn cái tính năng bám vân tay của nó. À, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái phần tiếp theo, đó là bóc cái băng dính mà mình đã dán lúc đầu ra để chúng ta có thể để lộ cái phần quả táo mà nó bóng lên ấy. Đấy, đấy, đặt sai. Mình đã bóc băng dính. Ý, đấy, các bạn có thể thấy Z Black quả táo đây. Trước mình, à, cái phần sơn nó không bám ở trên. Mình không hiểu sao cái miếng nhựa ở trên này được gia công khác khiến cho sơn nó không thể nào bám. Ô, vãi. Thế là nó bám nửa vời à? Nó bám cục cục này. À thôi, có thể lau đi được, lau được. Đấy, mình sẽ lau sạch nó đi. Thôi, đành chấp nhận là không thể nào Z Black hoàn toàn được thì chúng ta Z Black một phần vậy. Rồi. Sau đó bóc nốt cái băng dính ở camera ra. Băng dính camera này và băng dính ở cái phần đèn flash nữa. Ồ, thế là xong. Như vậy là mình đã bóc hết, à chết, còn quên cái lá trên quả táo nữa. Rồi, chúng ta đã hoàn thành chiếc iPhone 5. Cái này có thể lau được, không sao. Cái này lau được. Nói chung là mình đã hoàn thành chiếc biến chiếc iPhone 5 phiên bản màu này là màu trắng thành Z Black thời thượng giống iPhone 7 luôn. Và các bạn có thể thấy là cái độ bóng của nó rất tuyệt vời, mình có thể soi được cái mồm mình đấy, cái mồm mình là đang nói. Ok, và chúng ta có quả táo này rất là bóng, và nó cũng có luôn cả cái tính năng bám vân tay giống như trên iPhone 7 Z Black. Mấy cái lỗ lõm lõm này là do mấy lần mình làm rơi cho nó lõm nhé, các bạn đừng quan tâm, không phải là do mình sơn nó lõm vào đâu. Ok, và rất cảm ơn các bạn. Uế ấy 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 rồi, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video mà mình hướng dẫn biến mọi chiếc iPhone thành phiên bản Z Black bóng loáng thời thượng. Đây, các bạn có thể thấy bóng vãi. Xin chào và hẹn gặp lại.